Hello, chào mừng các bạn đến kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn chủ đề thói quen bí kíp của thành công phần 2. Trong cái phần 2 này các bạn, là thói quen nó có đầy đủ trong cái quyển sách này và hướng dẫn các bạn những cái thói quen tốt, những thói quen xấu làm sao phải xử lý, những thói quen xấu làm sao phải tập thành những thói quen tốt. Các bạn biết rồi, những người giàu có, những người thành công, những tỷ phú, những doanh nhân là những người có thói quen tốt, có hàng trăm thói quen tốt các bạn. Vì vậy hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn chủ đề bí quyết để thành công, đó là thói quen tốt phần 2. Có câu nói rồi các bạn, nếu các bạn cứ bay lượn mãi trong nhà thì các bạn chỉ lên được tới trần mà thôi. Và câu nói kế tiếp là không quan trọng là bạn nhanh hay là bạn chậm, quan trọng là bạn vẫn tiến lên mỗi ngày. Và câu nói kế tiếp, có mục tiêu nhưng không thực hiện đâu khác gì yêu say đắm mà chỉ biết ngắm mà thôi. Và câu nói của một bạn Nguyễn Du Nam Phương nói rằng tôi thấy rất là hay các bạn. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, nhưng làm gì có gì thứ gì gọi là ngày mai. Đó các bạn nhớ. Nghe là ý nói rằng chúng ta là luôn cuộc đời chúng ta là phải những việc cần làm ngay, đừng để việc gì để ngày mai. Đó, ý cậu Nguyễn Du Nam Phương này muốn nói rằng chúng ta chỉ có thứ hai đến chủ nhật mà thôi, không có gọi là thứ ngày mai. Đó, câu chuyện về ếch ngồi đã giếng của bạn Nguyễn Du Nam Phương viết rằng có hai chú ếch, một chú ếch này gầy vì lười bơi lội, còn chú ếch béo thì hay nằm lướt smartphone. Một ngày nọ, chúng ngồi nói chuyện ở đá giếng, thật ra ngày nào chúng cũng ở quanh quẩn ở trong đó. Ếch béo hỏi, cậu có thấy đại dương bao giờ chưa? Chú ếch gầy đáp, nghe nói nó màu xanh. Tớ nghe nói nó rộng lắm, lại có những hòn đảo nhỏ xinh. Ồ, tuyệt quá, tớ mà nó chắc bơi lội suốt ngày. Thế rồi, chú ếch béo lấy smartphone bật YouTube tìm kênh chú ếch Bin để nghe kể về đại dương. Tới tận cuối đời, cả hai chú ếch vẫn chẳng biết đại dương thật sự là gì. Cuộc đời chúng chỉ để truyền tải một thông điệp ếch ngồi đá giếng. Một câu chuyện tuy đơn giản, song lại phản ánh một thực tế cuộc sống của rất nhiều người đang dần bó hẹp lại trong bốn bức tường, hoặc nhỏ hơn là bốn cạnh của góc vuông của màn hình smartphone. Thế nên đây là một trong những câu nói truyền cảm hứng nhất, lúc đẩy tôi bay ra ngoài, bay cao hơn, xa hơn. Và các bạn hãy nhớ, nếu cứ bay trong nhà bạn chỉ lên tới được trần. Đây là những cái lời ý, những lời khuyên những bạn thường xuyên chỉ biết dán mắt vào cái điện thoại, chỉ biết hàng ngày suốt ngày chỉ dán mắt vào smartphone. Đó là một cái thói quen không phải là thói quen tốt, các bạn hãy lưu ý điều này. Một nhà hiền triết nói rằng đầu tiên chúng ta tạo ra một thói quen và sau đó thói quen của chúng ta sẽ tạo ra chúng ta. Đấy chính là cái điều nguy hiểm. Câu chuyện cá nheo và cái tấm kính. Năm 1912, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Tư nhân UX Mỹ có tiến hành một cuộc thí nghiệm như sau. Họ cho cá nheo thả vào một chậu thủy tinh to. Ở giữa chậu dùng một miếng kính ngăn đôi. Một bên là cá, một bên kia là thức ăn. Cá nheo bơi đi bơi lại và nhìn thấy thức ăn, nó nhanh chóng bơi qua và kết quả là hút đầu vào tấm kính. Một lần, hai lần, ba lần, rồi mấy ngày sau nó không tìm cách lấy thức ăn đó nữa, nó chỉ bơi trong nửa thuộc về mình. Sau đó các nhà khoa học rút tấm kính ra và với cá nheo nó vẫn cứ bơi trong phạm vi của nó. Thức ăn ở ngay bên cạnh nhưng con cá nheo này vẫn bị chết đói. Đó các bạn, khi người ta hình thành một thói quen mà khó sửa rồi, cho dù bên cạnh những cơ hội rất nhiều, nó vẫn nghĩ rằng đó là những giới hạn, đó là những ranh giới mà nó không thể vượt qua. Và câu chuyện rất thú vị khác là câu chuyện về ao cá Bác Hồ. Cũng có một câu chuyện gần tương tự ở ao cá Bác Hồ vào những ngày sau khi bắt mất. Kể rằng vào các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 tháng 9 năm 1969, đàn cá đông đúc ở ao cá của Bác không nổi lên nhận lấy thức ăn, mặc dù người ta vẫn thả thức ăn đúng giờ như Bác vẫn làm ở trước đó. Thế rồi sự cố này được nhanh chóng tìm ra lời giải. Chỉ cần đi đôi guốc gỗ như Bác vẫn thường đi để gõ những tiếng lọc cọc xuống nền xi măng trước khi cho chúng ăn, đàn cá sẽ nhận được những tín hiệu quen để nổi lên mặt nước nhận mồi. Đó các bạn, thói quen hay phản xạ có điều kiện là kết quả những điều vừa kể. Theo các nhà sinh vật học, thói quen quyết định lớn đến cuộc đời của mọi sinh vật và khả năng sinh tồn của chúng. Nhà ảo thuật và thói quen, câu chuyện kế tiếp. Có một nhà ảo thuật nọ có biểu tài phá bất kỳ lợi phá nào dù phức tạp đến đâu và ông chưa bao giờ thất bại. Ông bảo rằng chỉ cần chưa tới 60 phút ông có thể thoát khỏi bất kỳ một lợi phá nào, với điều kiện
ông được khoác lên mình tấm áo đặc biệt của ông và không ai được quyền xem phá phá. Một ngày nọ, các cư dân ở một thị trấn nhỏ của Đức Anh quyết định thách đố nhà ảo thuật vĩ đại này. Họ chế ra một chiếc tủ sắt vô cùng chắc chắn và giấu vào đó một ổ khóa cực kỳ phức tạp. Họ mời nhà ảo thuật bước vào tủ và phá lại. Phần thưởng mà hai bên đưa ra đều vô cùng hậu hỷ. Nhà ảo thuật chấp nhận cuộc thách đố. Ông khoác tấm áo đặc biệt của mình và bước vào tủ. Xầm một cái, cánh cửa tủ phá lại. Và dĩ nhiên chẳng có ai có thể nhìn thấy ông làm gì trong đó. Thời gian chậm chậm trôi, những tiếng lách cách của dụng cụ mở khóa khô trong ổ khóa cứ đều đặn vọng ra. Người ta còn nghe được cả tiếng thở đều đều của ông khi ông áp tay mình vào ổ khóa. 5 phút, 10 phút, rồi 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua. Tiếng khô trong ổ khóa ngày càng gấp gáp hơn và hơi thở của ông nặng nề hơn. Nhưng ổ khóa vẫn im lìm và bất động. Tới rồi bùng một cái, cánh cửa mở bung ra và ông cũng ngã ngửa theo cánh cửa. Hóa ra cánh cửa đã không hề khóa. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, nhà ảo thuật đại tài đã bị thói quen dẫn dắt. Ông làm việc theo thói quen nên đặng chẳng làm được gì trước ống khóa không hề đóng. Thế rồi mệt quá, ông tựa mình vào cánh cửa mở và cửa đã mở ra do cái sức nặng của thân thể của ông. Bất bằng, qua mẫu chuyện này, cái thói quen con người rất là khó sửa. Như câu chuyện ông sửa khóa đó, thực tế cái ổ khóa đó là không có khóa gì cả, nhưng ông cứ vẫn làm theo thói quen như thường ngày là vẫn tiếp tục mở khóa. Đó, thói quen nó nguy hiểm vô cùng các bạn. Nếu nó là thói quen xấu thì cực kỳ nguy hiểm, nếu nó trở thành thói quen tốt thì nó là vũ khí vô cùng lợi hại. Sửa thói quen xấu và thiết lập thói quen tốt. Nếu có việc khó, hãy làm nó càng sớm càng tốt, vì đặc tính của việc khó là càng để đó càng sẽ càng khó. Đó, châm ngôn nói về thói quen tốt: việc hôm nay chứ đến ngày mai, ăn trong nồi ngồi trong hướng, ăn 3 phần đói 7 phần no. Những thói quen xấu không thể thành công. Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, luôn chờ đợi cơ hội. Ê, sao nói rằng hầu hết mọi người đều bỏ qua cơ hội vì nó khoác lên mình một chiếc áo rộng và nó trông giống như một công việc. Và một thói quen các bạn không thể thành công là không tập trung, không trả cho mình trước, thường xuyên do dự trì hoãn. Và bạn hãy luyện tập phương pháp Eat the Rock, làm trước tiên những công việc khó khăn nhất, quan trọng nhất. Ngại khó, ngại sợ thay đổi cũng là một cái thói quen xấu. Ôm đồm nhiều việc, coi thường việc nhỏ, không giữ lời hứa, không biết ơn, không đúng hẹn. Đó là một những cái thói quen xấu không thể thành công. Làm sao bỏ được thói quen xấu? Hãy xây dựng được mục tiêu cao đẹp của cuộc đời mình. Phân biệt được thói quen xấu và thói quen tốt, phân tích tác hại của thói quen xấu và mạnh dạn thay đổi. Thói quen xấu nên loại bỏ ngay từ hôm nay hơn là đợi tới ngày mai. Cách tốt nhất để loại bỏ thói quen là hãy thẳng tay ném nó đi. Vì nếu không chống lại, thói quen sớm trở thành một sự cần thiết. Hãy xa rời môi trường cũ, quyến rũ môi trường tiêu cực. Hãy thay thế bằng thói quen xấu bằng thói quen tốt. Gandhi nói rằng, đừng bao giờ thay đổi một điều gì cho thi chắc chắn là điều mới, tốt đẹp hơn điều mà mình muốn thay thế. Nhờ sự ủng hộ người thân để theo dõi các bạn thay đổi những thói quen xấu. Theo dõi ăn mừng loại bỏ những thói quen xấu, đừng quản lên khi tái lại thói quen xấu. Chủ động với sự thay đổi, không ngừng rèn luyện, không ngừng học tập tiến bộ và tuyên thệ cam kết với những thực hiện của mình. Thói quen của những người thành công: phân biệt rõ ràng những thói quen tốt và thói quen xấu, nhận thức được những lợi ích khi thói quen tốt và tác hại của thói quen xấu. Hiểu rằng hình thành thói quen tốt sẽ khó khăn hơn rất nhiều nhiễm thói quen xấu. Phải có kế hoạch dự phòng và kế hoạch rút lui, làm việc với thái độ luôn nỗ lực 100%, tập trung 100% vào công việc, dám khác biệt, không chạy theo đám đông, kết thúc đến vạch đích, không ngủ quên danh chiến thắng, yêu bán hàng, không ngại bia, không tự kêu, luôn khiêm tốn học hỏi, thức dậy sớm mỗi ngày, đọc sách nhiều hơn, hãy tin tưởng vào người thân của mình. Santoa Kawa nói rằng, lòng tin bắt đầu và kết thúc với sự thật. Hoặc cô đây nói rằng, những người thành công nhất thế giới luôn tin tưởng vào người thân của họ, kể cả trong công việc và kinh doanh. Ngạn ngữ: không tin người thì không dùng, đã dùng thì phải tin. Và bạn phải luôn xác lập mục tiêu mới, cột mốc mới. Tôi muốn nói rằng, bạn đừng là bậc thang để giúp người khác leo lên bức tường của họ, mà hãy đi tìm bức tường ước mơ riêng của bạn và theo đuổi nó. Cô Lây: thay đổi thói quen, thay đổi số phận. Quy tắc vàng cần ghi nhớ là: xua đuổi các tật xấu của bạn cần cách xa ít nhất 20 giây, trong khi đặt các kích thích tạo thói quen tốt nằm ngay trong tầm mắt và tầm với. Điều này muốn nói gì các bạn? Ví dụ như bạn thói quen hàng ngày bạn thường hay chat điện thoại, thì bây giờ các bạn hãy thói quen để xa cái điện thoại cách bạn khoảng tầm với là 20 giây. Như là bạn muốn lấy được thôi đó, điện thoại của bạn mất khoảng 20 giây.
và hãy để gần bạn những thói quen tốt, thí dụ như những quyển sách, những công cụ mà nó tạo thói quen tốt cho các bạn ở gần bạn đó. Và nguyên tắc vàng để thay đổi thói quen, bạn không thể loại bỏ một thói quen, bạn chỉ có thể thay đổi nó, cách thức nó hoạt động, sử dụng cùng một gợi ý, cùng một phần thưởng, thay đổi thói quen. Và bạn hiểu rằng hình thành thói quen tốt sẽ khó hơn rất nhiều khi nhiễm thói quen xấu. Bạn muốn thành công giàu có thì phải tạo lập thói quen của người thành công và người giàu có, và hãy tránh xa phải loại bỏ những thói quen người nghèo, người thất bại. Có câu nói của Sam Smith: gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Đó. Thì các bạn hãy nhớ rằng đó, khi chúng ta tạo hình thành thói quen sẽ chúng ta sẽ tạo nên cái số phận. Trên đây là một số kiến thức về những thói quen xấu và cách để thay đổi những thói quen xấu và định hình những thói quen tốt, tạo nên cái sự tình thành công tích cực cho các bạn. Nếu các bạn thấy video clip này hay và chắc bị giá trị, các bạn hãy like và comment. Các bạn hãy nhấn vào nút chuông bên dưới phía tay phải các bạn để đăng ký kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Và hãy nhớ rủ bạn bè và người thân cùng tham gia chia sẻ những video clip này. Cảm ơn các bạn.